Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta. Tin tức ngày 31 tháng 5 năm 2021 có nội dung chính sau đây. 2. Liên quan Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng thành F0 và theo thông tin từ báo Pháp Luật thì thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương truy vết, cách ly và lấy mẫu trong thời gian sớm nhất các trường hợp liên quan những ca nghi nhiễm SARS-CoV-2. Chiều ngày 30 tháng 5 thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết cơ quan chức năng ghi nhận 4 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại phường 5 quận Gò Vấp vào tối ngày 29 tháng 5. Tất cả 4 trường hợp nói trên trước đây là F2 và có liên quan với bệnh nhân COVID-19 tại hẻm 80/59 Dương Quảng Hàm, khu vực đã phong tỏa sáng ngày 29 tháng 5. Điều đáng quan tâm, bệnh nhân này có liên quan đến Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng. Hiện phường 5, quận Gò Vấp đang truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với 4 trường hợp nghi nhiễm nói trên. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng sẽ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tất cả người dân trên địa bàn phường 5. HCDC còn cho biết sáng cùng ngày, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 12 trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn quận 12 liên quan đến Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng. Các đội phản ứng nhanh thuộc Trung tâm Y tế quận 12 khẩn cấp đến 4 địa điểm gồm chung cư Moscow, chung cư Topaz Home, cụm dân cư Tân Thới Nhất và phường Đông Hưng Thuận để điều tra, truy vết. Trung tâm Y tế quận 12 cũng đã lấy 120 mẫu và 900 mẫu gộp tại trung cư Moscow và trung cư Topaz Home để xét nghiệm SARS-CoV-2. HCDC cho biết 12 trường hợp nghi nhiễm nói trên ban đầu là của F2, giờ chuyển thành F0. HCDC và Trung tâm Y tế quận 12 vẫn đang khẩn trương truy vết, cách ly và lấy mẫu trong thời gian sớm nhất các trường hợp liên quan những ca nghi nhiễm SARS-CoV-2. Và đó là thông tin ngày 31 tháng 5 năm 2021 của thông tin của báo Pháp Luật. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment. Tạm biệt anh em. Nhớ đăng ký và chuông nghe anh em. Tạm biệt.